Hello, chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mình làm cái món bò cuốn lá lốt nướng. Đúng rồi chị à? À, lá cách đi. Mình đổi qua lá cách. Bò này nãy giờ cũng bầm từ nãy giờ đó. Giờ mình ướp vô cho bỏ thêm 2 muỗng đường vào vô. Ướp vào vậy luôn. Này có 2 ký rưỡi lận. 2 ký rưỡi bò nha các bạn ơi. Nhiều. 2 muỗng đường, 3 muỗng hạt nêm. Ở đây mình sẽ dùng lá cách đây mình cuộn lại lá cách đây là nướng lá lốt là bình thường rồi. Giờ mình nướng lá cách thấy lá cách mới trồng lá cách đó mình sẽ thơm ngát luôn thơm mình cuốn rồi dùng cái lá to này nè mình cuốn thịt nó lại mình cuộn nó lại mình sẽ nướng lên lửa than các bạn ơi. Rồi đây là sống chút mình cũng đứng ngang kèm theo mấy muỗng tiêu hả bỏ thêm mấy muỗng tiêu vô muối nha. Rồi trộn hai muỗng nhỏ muối. Hai muỗng. Đây trộn cho ông này là 2 kg rưỡi thịt bò tươi nha các bạn. Thịt bò chút nữa mình sẽ cuốn lá lốt, lá cắp á, nó giống như lá lốt vậy nhưng mà lá cắp mình cuốn là mình nướng. Nướng bò nướng lá cắp. Hai ba muỗng mực ngọt kìa đi. Này tạo ra 2 kg rưỡi thôi. Tới 2 kg rưỡi là mình cho 4 nhỏ 4 5 3 muỗng hạt nêm. 3 muỗng bột ngọt. Còn nhìn rau cái rau công nhận cái rau đó rất là ngon dữ vậy. Tự chào cá cá này là ở nhà hái là to luôn á nó tươi quá chừng luôn mình ngon quá bò nướng lá cá đây ngon quá luôn các bạn ơi mặc dù có nghe luôn nha cái lời tư phần cái lời lá cá nhớ nhà con chị luôn nhiều tư phần lá cá gì nó thơm lắm thường lá cá mình ăn bánh xèo bây giờ mình ăn mình cuốn thịt bò vào rồi mình cho vô một hũ sa tế luôn nha các bạn cho nó thêm hương vị nó sẽ cay ha này không cay nè cả nó vừa sa tế hay sa tế cơm ấy vậy thơm bữa nay mùa hè lại ngay mùa hè các bạn nhưng mà mấy em nhỏ học sinh năm nay là bắt đầu chuẩn bị đi học thôi chứ không thăm với hè do dịch covid cái em mà corona cùng với dương tính một cái là hoàn thành dữ quá các bạn ơi. Ở sao mấy cái me kia nó bị cái me nó chết hả chết à mới có 7 tiếng ngực rồi chị em hiểu sao hết chết đây bắt đầu nha bây giờ mình sẽ cuốn lá cách cuốn thịt bò vô để mà mình chuẩn bị nướng tự nó có lấy cái mầm chưa đó sau đó mình xỏ mình sau khi mình cua dùng 22 lá cách ha mình xuống mình cỏ để vô đó ủa vậy là trong đó em thấy chắc được mấy chục sâu quá ha mấy chục sâu đủ không cây 4-5 miếng rồi mà sâu 10 miếng được á con làm dẹp dẹp á giữa nước lấy cái bài dẹp á sâu 10 cuốn không ít thịt thôi vừa thôi ít mới dễ chín được rồi biết làm không mà rồi, mà la ông không ta mẹ đi không biết làm mà có ý kiến không cái người mà có ý kiến vô thường ổn hết chua rồi giờ làm giờ thì nướng nó màu chín cục lá thôi con có mấy lá non để trong đây mình cuốn rồi để thịt đi mẹ cuốn ra lá nhỏ để trong lá nở
Hai gia đình để cái đầu ấn tượng quá. Đây bên đây thì mình đang chuẩn bị than nha các bạn ơi, nướng. Đã chuẩn bị nướng đó. Nướng nướng bò này. Làm sẵn cái than này. Đó, đốt lửa lên. Một cái vỏ dừa. Một củi bỏ than. Rồi mình cho lên than để nướng thôi. Ngon quá, quá ngon. Ít quay mà ghi cũng hay nè. Đây, mùa hè này ve kêu quá trừng. Nhiều đây mà ăn hết nhiều đây không là đạm không á. Chừng nào con bán ớt nữa sẽ móc nó được móc hả? Bán số lượng nhiều không? Móc 2 tấn hả? Cào hạ xuống. Em thấy nó cũng vừa mà. Vô quá. Bò cuốn ở cách nướng. Nhìn ngon quá, thơm quá. Rồi, ao cá ở đây có vừa lưới xong. Tính ngày mai sẽ tát vét cái ao cá này. Bên đây cũng còn nhiều cá lắm, vét để xử lý ao rồi. Đây ao cá này khá rộng nha, bên dưới đây còn cá nhiều lắm á, cá rô với cá điêu hồng, có thể có lươn. Em chiều ngày mai sẽ tát và vớt lại, các bạn ngày mai đón xem nha. Em là đây cá, đây thấy cá điêu hồng nó cũng còn này. Đó. Ao to à. Đó. Đó là lên hình chuẩn bị ra thơm quá. Giờ mình nướng trước như thế này, chút mình ăn mình sẽ nướng lại phần nữa. Thơm quá, ngồi đó nghe gió thổi thơm quá. Tiền chạy rồi. Thơm quá.
Nhiều hả? Còn mấy giờ đựng nữa chưa? Thôi đó, cái này bà chở nha. Sáng giờ chừng sáng luôn. Trời ơi. Không. Thơm quá. Món riêu riêu mát mát này nướng lên. Đây. Dọn qua bên năm dĩa nào dĩa thôi. Lấy gì ba cái này. Quá ngon. Chặt cái này này cái đầu. Không một dĩa nào dĩa chứ. Cái này hơi chín chín này nhưng nó ra ngoài bìa này. Có lần đưa cái đó vô. Đưa ba cái sống vô ngon. Thơm quá, mùi quá thơm, thơm bát ngát luôn. Chín sâu nào chưa? Cái này nó nóng nè, nó chín đâu? Sợ chưa chín đâu mà. Sợ chưa chín không ngoài. Chưa mà. Được chưa chín toàn phải là. Không? Ngon ngon hả? Được. Được 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 được. Úp là vừa ăn luôn ha. Úp làm ăn với chung với rau cải salad nữa. Rồi. Rồi. Con Trang hả? Cồn cào bây giờ luôn. Quá ngon. Đã quá. Gió thổi mát, mát luôn. Lát mình ngồi ra ngoài kiếm gốc cây nào mát không, mình ngồi không hay là mình thôi một kiếm còn thèm nữa ha. Quá ngon. Tuyệt vời luôn. Túc dọn ra chỗ nào gốc cây mát ngồi em. Rồi. Rồi khỏi mát. Trong trong nhà đó tối tối u u. Đây nãy giờ thành quả mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử nha. Ngon nhìn ngon quá đi. Đó. Ai có ở trong nhiều không rồi để chồng ăn đi đây ai đâu ăn. Ngon nha. Thử ăn rồi ngon không nha. Bây giờ mình sẽ thử nha. Trời ơi, thử rồi ngon ăn đây luôn. Chấm với tương rồi. Đây đi, món này mở ra một lớp rồi. Chấm món hôm nay quên hái bà cái đinh lăng ra quá trời ở trống luôn. Đây này, chấm với tương này tương xay, tương xay nha, tương xay nha, tương xay nữa nha. Ôi trời ngon ngon anh. Kèm rau vô, kèm rau vô nè, rồi tống vô. Ngon. Ủa hấp dẫn quá.
tương xài. Thịt mềm không? Mềm. Anh bẻ thử là cái miếng ấy ra coi, cái bẻ thử cái thử cái trong cái cuốn nó chín như thế nào, thịt như thế nào. Chín nhớ. Ngon lắm. Nó không có dai. Nè, coi cái thịt bên trong mình là sau khi mình nướng mình lột ra coi bên trong. Ướt ướt ngon. Đó. Đó. Mình tuyệt vời luôn. Ướp vừa vừa ăn đi. Vừa ăn ngon. Ngon lắm á. Thơm quá. Thôi bây giờ mình cũng ăn thử đi các bạn ơi. Giờ mời các bạn vô ăn, không uống bia chưa được, vô. Vô đây ăn. Ăn bánh mì. Ăn đi. Ngon, ăn bánh mì chung cũng kẹp bánh mì cũng cũng ngon lắm á. Bánh ăn bánh mì, ăn bún. Ướp lạnh cũng đã. Ờ, đây nè, ăn bây giờ cái này ăn rất đầy đặn, mình nhét bò cú vô, vô bánh mì luôn. Giờ bỏ vô bánh mì cạp mình ăn luôn, ăn chung với bánh mì luôn. Thấy bánh mì thôi, thấy. Đợt xong không thấy bánh mì. Nó khét ngoài ha, ra quấn cái nào con lá lột nó khét, còn lá trong ăn thơm. À, nhiều lá lắm. Thơm nhiều lá. Hay lại để hai ba lá luôn. Thơm lắm. Hết luôn coi thơm lắm. Lột ăn mấy, luôn đi ba. Ngước ngước mấy cái khét thôi, còn cái kia thì ăn luôn được. Chị hai ra ngồi vậy hai. Cái lá lốt này công nhận nó. Bưng vô cho mẹ ăn chứ. Lá gì? Cắt qua bớt đi. Này lá cách. Lá cách. Lá cách không phải lá lốt. Quấn lá lốt cũng cũng nhận được. Tại thường mình nghe quen mà phải một cái kêu lá lốt thôi mà. Thường người ta lá lốt á. Mình ở quê mình lấy lá cách. Lá cách. Có lá cách mình lấy lá cách. Lá lốt mình ngon. Hứa ông. Ừ. Kỳ. Ngon luôn. Nắng đây là ống cũng mời sao chưa đấy kêu đi đấy hai vô ăn luôn đi hai tiện ăn đi con nguy cuốn thôi quá cái này là bưng nước mắm bưng bớt dĩa vô đi một chén nước mắm cho nó chan bún mà ăn con. Ừ, đúng rồi, bún mà với mắm ngon, mắm ngon. Cha miếng nó múc nước mắm làm mà ngoại làm. Mắm ngon. Ăn bò đi con. Món này hấp dẫn quá, em mới ăn thử là rất là mềm luôn ha, không có dai miếng nào. Đầu tiên mình bỏ cái lớp lá bên ngoài phải không? Nếu nó không khét quá thì bỏ cái lớp lá khét thôi. Thôi thôi, ăn lá có lách cách thôi. Cái luôn thơm. Cái đồng chấm. Có lách cách. Một mình chấm nè, nãy với tương đen còn chấm với chao nè, béo ngậy luôn. Chấm chao đâu bằng tính tương xay, phải có tương ớt nữa mới ngon. Ừ. Tháng đi mình cũng gấp quá quên mua tương ớt. Cài cài cỡ bấm ớt vô này quậy lên. Ớt nó sẽ ừ chạy xuống liền đang nhậu này nè. Ừ cái gì đang nhậu rồi hả con vô cùng nha chú liền nha các bạn nha ngon quá vô đốt bia cho trời ăn không không uống là không uống chưa hả đốt đi quá ngon luôn ngon đẹp mà ngồi nè có vẻ nào sớm